Với chiến thắng mới nhất cùng Real Madrid trước Braga tại sân Bernabeu, Carlo Ancelotti không chỉ củng cố vị thế của mình tại đội bóng Hoàng gia mà còn đi vào lịch sử Champions League. Ông đã chính thức vượt qua Sir Alex Ferguson với 116 chiến thắng, trở thành huấn luyện viên có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử giải đấu danh giá này. Sự nghiệp huấn luyện của Ancelotti đã trải qua hơn 2 thập kỷ với sự gắn bó cùng các câu lạc bộ hàng đầu như Milan, Real Madrid, Chelsea và Bayern Munich. Ông đã chinh phục được đỉnh cao của bóng đá châu Âu 4 lần, một thành tích không một huấn luyện viên nào có thể sánh kịp cùng Milan và Real Madrid. Ancelotti còn ghi nhận trong sự nghiệp của mình 2 trận thua đau đớn, đặc biệt là thất bại không thể quên trước Liverpool ở Istanbul năm 2005. Tuy nhiên, những thành công đã giúp ông khẳng định mình không chỉ là một chiến lược gia giỏi mà còn là một nhà quản lý tài ba, có khả năng vực dậy tinh thần chiến đấu và quyết thắng trong mỗi cầu thủ. Với những gì đã thể hiện, Ancelotti đã xứng đáng được xếp vào hàng ngũ những huyền thoại của bóng đá thế giới.